Việt Nam bước vào năm 2005 với một tâm thế chủ động hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội mà Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 9 đã đề ra. Những thành tựu và bài học sau 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới là tiền đề cho một giai đoạn phát triển tiếp theo với quyết tâm sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển. Mặc dù tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, thiên tai môi trường nổi lên đã ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển. Nhưng hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa, hợp tác và đấu tranh cho hòa bình và phát triển, cho một trật tự thế giới công bằng tốt đẹp hơn vẫn là xu thế chủ đạo, là dòng chảy chính của thời đại. Ngay trong những ngày đầu năm, Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 đã được tổ chức tại Hà Nội. Sau khi xem xét các tờ trình của Bộ Chính trị về các báo cáo, đề cương chi tiết các văn kiện trình Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 10, hội nghị cơ bản tán thành, báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua chặng đường 20 năm đổi mới và dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010, dự thảo báo cáo công tác xây dựng đảng và bổ sung sửa đổi điều lệ đảng. Nhìn lại gần 20 năm đổi mới, hội nghị nhất trí rằng thành tựu đạt được trong 20 năm qua là to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử. Đến nay, Đảng ta đã bước đầu hình thành được trên những nét cơ bản một hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010, Ban chấp hành Trung ương khẳng định quyết tâm to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong 5 năm tới là ra sức nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, phấn đấu đạt bằng được mục tiêu đến năm 2010, đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 đưa nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại và định hướng xã hội chủ nghĩa. Hội nghị 12 Ban chấp hành Trung ương khóa 9 diễn ra ngày 4 tháng 7, 2005 đã cơ bản tán thành nội dung các văn kiện sẽ trình Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 10, tiếp tục triển khai hoạt động tiếp nhận các ý kiến đóng góp vào các văn kiện này tại các đảng bộ cơ sở và triển khai lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân trên cả nước vào báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 10. Thực hiện nghị quyết của Hội nghị Trung ương 12, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 14 đã diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 12, 2005. Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 13 và 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, xác định đúng đắn phương hướng, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp phát triển thủ đô 2006-2010. Nhưng là Đảng bộ thủ đô tôi phải rất sáng tạo. Thế do đó mà cái công việc mà Đảng bộ Hà Nội thường xuyên quan tâm là tập trung để xây dựng, vận dụng cụ thể hóa đường lối chủ trương của Đảng Nhà nước phù hợp với điều kiện của Hà Nội. Cùng với thủ đô Hà Nội, các địa phương trên cả nước đã tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 10. Đại hội Đảng các cấp đã tiến hành đánh giá việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội ở các địa phương, đơn vị và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội Đảng các cấp và việc triển khai lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân cũng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để toàn dân đóng góp với Đại hội Đảng về đường lối phát triển đất nước. Theo đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ góp ý tập trung vào những vấn đề cơ bản
được nêu trong báo cáo chính trị về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về vai trò của các thành phần kinh tế, về các vấn đề kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của đất nước. Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trước Đại hội 10 thể hiện tinh thần dân chủ và cầu thị của Đảng, cũng như sự gắn bó mật thiết giữa Đảng và các tầng lớp nhân dân. Các ý kiến đóng góp sẽ được các cơ quan chuyên môn tổng hợp và là một trong những cơ sở quan trọng để tiểu ban văn kiện hoàn thiện báo cáo chính trị trình Đại hội 10 của Đảng. Năm 2005, Quốc hội khóa 11 đã đẩy nhanh công tác xây dựng pháp luật nhằm phục vụ việc quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực, phát triển sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư nước ngoài. Nhiều dự án luật quan trọng đã được thông qua như Luật Thương mại, Bộ luật Hàng hải Việt Nam, Luật Dược, Luật Đường sắt, Luật ký kết gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, Luật Quốc phòng, Luật Kiểm toán nhà nước, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và một số luật khác. Nằm trong chủ trương tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, năm 2005, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sửa đổi đã được Quốc hội thông qua. Ý tưởng về một khuôn khổ pháp lý chung áp dụng cho tất cả các nhà đầu tư, các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu đã trở thành hiện thực. Năm 2005, Quốc hội đã có một cái quyết định quyết liệt là vấn đề cải cách hệ thống pháp luật. Tôi còn nhớ là năm 2005 thì chúng ta sửa đổi một loạt cái luật, chẳng hạn như Luật Đầu tư nước ngoài, Luật Doanh nghiệp, Luật đấu thầu, một số các pháp luật liên quan về thuế, về tài chính để nhằm nó phù hợp với cái chuẩn mực của một cái thành viên WTO và để tạo ra một môi trường bình đẳng giữa cái doanh nghiệp nhà trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Chẳng hạn như cái luật đầu tư trước đây chúng ta có luật đầu tư của nước ngoài, luật đầu tư của doanh nghiệp nhà trong nước, rồi trong cái luật doanh nghiệp cũng vậy, cho nên chia rẽ ra cả hai khu vực nước ngoài và trong nước. Nhưng mà cái chuẩn mực của thành viên WTO là phải có là một. Cho nên là chúng ta đã cải cách một loạt các hệ thống luật pháp. Nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, Quốc hội đã thảo luận và thông qua Luật Phòng chống tham nhũng. Luật Phòng chống tham nhũng 2005 lần đầu tiên đã quy định cụ thể các hành vi tham nhũng, nguyên tắc xử lý tham nhũng, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có chức vụ, quyền hạn đối với công tác phòng chống tham nhũng. Luật đề cao tính minh bạch, công khai trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và minh bạch tài sản, thu nhập của các cá nhân, quy định việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, trách nhiệm của người đứng đầu, quy định trách nhiệm phát hiện tham nhũng của các cơ quan kiểm toán, điều tra, giám sát, xét xử, quyền và trách nhiệm của người tố cáo, quy định việc xử lý kỷ luật và hình sự các hành vi tham nhũng. Luật Phòng chống tham nhũng 2005 đã tạo lập khung pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng và là cơ sở quan trọng để hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác phòng chống tham nhũng sau này. Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 11, bên cạnh việc thông qua 14 luật, Quốc hội đã thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện sẽ được trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10. Với tinh thần trách nhiệm là người đại biểu của nhân dân, các vị đại biểu Quốc hội đã tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chân thành, phản ánh nguyện vọng của cử tri và nhân dân với Đảng về tương lai phát triển của đất nước. Nhờ sự thay đổi tích cực của hệ thống pháp luật và môi trường đầu tư kinh doanh, tỷ trọng vốn của khối doanh nghiệp tư nhân đã tăng lên 25% trong cơ cấu đầu tư. Doanh nghiệp tư nhân được tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ, song hành với khối doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2005, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt gần 5,8 tỷ USD, mức kỷ lục kể từ năm 1997. Lần đầu tiên các doanh nghiệp FDI nộp ngân sách vượt ngưỡng 1 tỷ USD.
quan trọng hơn, trong số các dự án đầu tư mới, có nhiều dự án quy mô lớn của các tập đoàn đa quốc gia, biểu hiện rõ nét xu hướng chọn Việt Nam là nơi sản xuất để tiêu thụ toàn cầu. Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 01/2005/NQ-CP ngày 14 tháng 1 năm 2005 đưa ra 6 nhóm giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2005 với những nội dung cụ thể như tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế cả về tốc độ và chất lượng, nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát và lãng phí trong đầu tư, điều hành tốt chính sách tài chính tiền tệ, đẩy mạnh xuất khẩu và thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, làm tốt công tác an sinh xã hội. Sau những nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã đạt tốc độ tăng trưởng 8,4%. Trị giá xuất khẩu hàng hóa năm 2005 đạt 32,23 tỷ USD, tăng 5,73 tỷ USD so với năm 2004. Cùng với việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chúng ta tiếp tục tăng cường đầu tư phát triển, nhất là trong lĩnh vực năng lượng. Tháng 12/2005, nhà máy thủy điện Sơn La được khởi công xây dựng với công suất 2.420 MW, cho sản lượng điện hàng năm trên 9,4 tỷ kWh. Trong năm, cũng đã hoàn thành việc xây dựng cụm 5 nhà máy điện tại Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu, có tổng công suất thiết kế 2.258 MW. Gấp đôi nhà máy thủy điện Hòa Bình và bằng 40% tổng công suất hệ thống điện quốc gia. Tháng 10/2005, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đã khánh thành đường dây 500 kV Bắc Nam thứ 2 với tổng chiều dài 1.600 km đi qua 21 tỉnh, thành phố. Toàn đường dây được đấu nối với 6 trạm biến áp 500 kV ở Phú Lâm, Pleiku, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nho Quan và Thường Tín với tổng công suất 4.050 MVA. Đường dây 500 kV thứ 2 đi vào vận hành đã giải quyết tình trạng thiếu điện ở miền Bắc, cùng với đường dây 500 kV thứ nhất đã vận hành hơn 10 năm. Tại thời điểm năm 2005, Việt Nam đã có 2 đường dây 500 kV dài nhất Đông Nam Á. Bên cạnh điện lực, ngành dầu khí cũng có những bước phát triển mới trong lĩnh vực hóa dầu. Tháng 11/2005, nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam chính thức được khởi công xây dựng ở hai xã Bình Trị và Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất công suất 6,5 triệu tấn dầu thô năm, tổng vốn đầu tư 2,5 tỷ USD, được kỳ vọng là động lực của vùng kinh tế miền Trung. Trên lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông, hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn, công trình ngầm vượt sông đầu tiên của Việt Nam có quy mô hiện đại nhất Đông Nam Á đã được khởi công tháng 2/2005. Công trình dài 1,49 km, rộng 33 m, cao 9 m, có 6 làn xe lưu thông, mỗi bên 3 làn cho cả ô tô và xe máy. Để giải quyết bài toán vốn cho đầu tư phát triển, lần đầu tiên Việt Nam phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường tài chính quốc tế vào tháng 10/2005. Số lượng trái phiếu chính phủ dự định phát hành ban đầu là 500 triệu đô la. Nhưng ngay trong ngày đầu tiên, các nhà đầu tư đã đặt mua khoảng 1 tỷ đô la, gấp đôi dự kiến. Chính phủ quyết định tăng khối lượng phát hành lên 750 triệu đô la. Trái phiếu có thời hạn 10 năm với lãi suất 7,125% năm. Mức lãi suất này cho thấy hệ số uy tín tín dụng của Việt Nam qua đánh giá của các tổ chức xếp hạng tín dụng đã tăng hơn so với trước và hiện cao hơn một số nước trong khu vực. Nó giống lên một cái hồi chuông rằng tức là Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường công cụ nợ quốc tế.
và đấy cũng là lần đầu tiên nó tạo ra một cái tiền đề cho sau này khi mà một số các cái doanh nghiệp của Việt Nam, ví dụ như là ngân hàng công thương cũng phát hành trái phiếu quốc tế, rồi một số các cái ngân hàng khác, rồi thậm chí một số các cái tập đoàn kinh tế, người ta bắt đầu mạnh dạn đi vào thị trường tài chính quốc tế để mà huy động vốn. Bên cạnh những thuận lợi, năm 2005 là năm nước ta phải đối mặt với những thách thức do thiên tai khốc liệt và thời tiết diễn biến bất thường. Các cơn bão số 7, 8 trong các tháng 9, 10 đổ bộ vào miền Bắc và miền Trung. Lũ quét ở Yên Bái, Phú Thọ và lũ ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ đầu tháng 12 đã gây thiệt hại lớn về người, mùa màng và tài sản. Tổng giá trị thiệt hại ước tính 6,5 nghìn tỷ đồng. Những biến động về thời tiết đã gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống dân sinh. Cùng với thiên tai, sự trở lại của dịch cúm gia cầm đã gây ra thiệt hại to lớn cho ngành chăn nuôi và cho người dân. Dịch cúm gia cầm H5N1 và cúm AH5N1 trên người đã xảy ra làm gần 50 triệu con gia cầm bị tiêu hủy. 91 người mắc bệnh, trong đó có 41 người tử vong trong khi chưa có vaccine và thuốc đặc hiệu. Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 15/2005/NQ-CP ngày 4 tháng 11 2005 về các biện pháp cấp bách ngăn chặn đại dịch cúm gia cầm và cúm AH5N1 ở người. Nghị quyết đã thông qua kế hoạch hành động khẩn cấp khi xảy ra đại dịch, huy động các nguồn lực, chỉ đạo các ban ngành trung ương và các địa phương kịp thời ứng phó khi đại dịch xảy ra, coi đây như một nhiệm vụ đột xuất cấp bách của hệ thống chính trị. Nhờ những giải pháp quyết liệt của chính phủ, chúng ta đã ngăn chặn, khống chế được dịch cúm gia cầm, giảm thiểu thiệt hại về tài sản và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, dịch cúm gia cầm cùng với những hậu quả do thiên tai bão lụt là những tác nhân gây ra hiện tượng tăng giá vào dịp cuối năm, tác động lên sự gia tăng của chỉ số giá tiêu dùng. Năm 2005, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng trên 8,5%, vượt xa mức 6% Quốc hội cho phép. Giá hàng nông sản thực phẩm tăng nhanh vào cuối năm khi dịch cúm gia cầm tái bùng phát. Một nguyên nhân nữa tác động lên chỉ số giá tiêu dùng tăng là việc giá xăng điều chỉnh tăng 3 lần trong năm theo thị trường quốc tế. Để đối phó với tình hình tăng giá, chính phủ đã rất nỗ lực bù lỗ giá xăng dầu khoảng 15.000 tỷ đồng. Chính phủ cũng yêu cầu các ngành năng lượng khác như điện, than có các giải pháp tiết kiệm chi phí, đảm bảo chỉ số giá tiêu dùng không biến động lớn vào thời điểm Tết Nguyên đán đang tới gần. Trên lĩnh vực văn hóa, năm 2005 là năm kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Tại lễ meeting kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 1930, mùng 3 tháng 2 2005 được tổ chức tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã ôn lại những chặng đường vẻ vang của Đảng. Tổng Bí thư kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 29 tháng 4, 2005, tại Hội trường Ba Đình, đã diễn ra lễ meeting kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2005, Thủ tướng Phan Văn Khải đọc diễn văn nêu bật ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 30 tháng 4 1975, khẳng định những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã giành được sau 30 năm thống nhất đất nước, chỉ rõ những nhiệm vụ mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải ra sức phấn đấu thực hiện: mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Đêm ngày 18 tháng 5 2005 tại Nghệ An, lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức trọng thể. Tham gia buổi lễ có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đại diện các ban ngành, trung ương, địa phương, các đoàn khách quốc tế. Cũng trong dịp này, lễ hội Làng Sen Toàn Quốc năm 2005 và nhiều hoạt động kỷ niệm được tổ chức ở Nghệ An. Sáng ngày 2 tháng 9, 2005, tại Quảng trường Ba Đình Lịch Sử, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể lễ meeting, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mở đầu là lễ rước đuốc cách mạng của 60 vận động viên đưa ngọn lửa truyền thống từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến ra Quảng trường Ba Đình. Chủ tịch nước Trần Đức Lương đọc diễn văn điểm lại sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng tháng 8, những thành tựu nhân dân ta đã đạt được trong 60 năm qua, nhất là trong thời kỳ đổi mới. Nhìn lại những thành tựu vẻ vang của Cách mạng Việt Nam 60 năm qua, chúng ta vô cùng tự hào về dân tộc ta, một dân tộc anh hùng, thông minh, nhân ái, đoàn kết một lòng. Tự hào về Đảng ta, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam, luôn vững tay chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi thác ghềnh đến bến bờ vinh quang. Tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, tư tưởng và cuộc đời vẹn toàn của người mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, là kho tàng vô giá của dân tộc ta cho hôm nay và cho cả mai sau. Tiếp sau là cuộc diễu binh, diễu hành của 13.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân và chương trình biểu diễn nghệ thuật tái hiện lại các dấu mốc quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Cũng trong dịp này, các hoạt động kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng được tiến hành ở các địa phương trên cả nước. Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập nước, triển lãm 60 năm thành tựu kinh tế xã hội đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ. Triển lãm đã trưng bày những nội dung về lịch sử cách mạng Việt Nam và những thành tựu to lớn của đất nước trong 60 năm qua, đặc biệt là thời kỳ đổi mới trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, văn hóa, giáo dục. Bên cạnh đó, ban tổ chức dành khu hội chợ giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp tiêu biểu trong cả nước. Năm 2005, Nhật ký chiến tranh trở thành hiện tượng xã hội khi hai cuốn nhật ký của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc được người đọc đón nhận nồng nhiệt. Đó là những cuốn sách đạt số phát hành kỷ lục trong những năm gần đây của ngành xuất bản. Sự lan tỏa của các cuốn nhật ký chiến tranh tạo ra hiệu ứng tích cực, giúp lớp trẻ hiểu hơn những hy sinh mất mát to lớn mà các thế hệ cha anh đã phải trải qua trong chiến tranh để có được hòa bình, độc lập, tự do và ấm no hạnh phúc, giúp thế hệ trẻ định hình các giá trị sống và ý thức hơn về trách nhiệm của mình đối với tương lai đất nước. Trên lĩnh vực đối ngoại, năm 2005 là một năm sôi động của ngoại giao Việt Nam. Quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển theo chiều sâu với phương châm 16 chữ: láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Chuyến thăm cấp cao Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đức Lương và chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước trên nhiều lĩnh vực. Năm 2005, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc dự kiến đạt hơn 8 tỷ USD, vượt xa mục tiêu đề ra ban đầu là 5 tỷ USD.
Trong khuôn khổ ASEAN, chúng ta đã phát huy vai trò chủ động, có những đóng góp thiết thực và quan trọng vào các hoạt động chung của Hiệp hội, góp phần tăng cường đoàn kết nội khối, thu hẹp khoảng cách phát triển, phối hợp lập trường giữa các nước thành viên trên nhiều vấn đề quốc tế quan trọng, từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2005, chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải đã gây tiếng vang và nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông quốc tế. Chuyến thăm đã thiết lập khuôn khổ quan hệ giữa hai nước theo tinh thần hữu nghị, đối tác xây dựng, hợp tác nhiều mặt, ổn định lâu dài trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Quan hệ kinh tế thương mại Việt-Mỹ có bước phát triển nhảy vọt. Mỹ đã trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Quan hệ trên các lĩnh vực khác như giáo dục, đào tạo, khoa học kỹ thuật, y tế cũng được thúc đẩy. Coi như là người lãnh đạo cao nhất của chính phủ đi thăm Mỹ sau 30 năm. Thì đi với cái mục đích đó, là trước đây là kẻ thù. Nhưng bây giờ 30 năm rồi, mà giờ chúng ta hướng về tương lai, nên mình đi là tỏ thái độ của Việt Nam cũng có quyết tâm cao là chuyển sang kinh tế thị trường, cùng nhau phát triển, cùng nhau hướng về tương lai. Về các hoạt động ngoại giao đa phương, năm 2005, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội ta đã tham gia nhiều diễn đàn, hội nghị quốc tế và khu vực quan trọng như Hội nghị cấp cao Á Phi, kỷ niệm 50 năm Hội nghị Bandung tại Indonesia, Hội nghị cấp cao APEC 13 ở Hàn Quốc, Hội nghị cấp cao tiểu vùng Mekong mở rộng lần 2, Hội nghị IPO lần thứ 26 tại Lào và Hội nghị cấp cao ASEAN Liên Hợp Quốc tại New York. Trên cơ sở bình đẳng, đôi bên cũng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng độc lập chủ quyền, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tôn trọng lợi ích của nhau, đôi bên cũng có lợi. Đó là chính sách nhất quán, xuyên suốt, mang tính hệ thống của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách đối ngoại của mình. Có thể nói rằng, năm 2005, Việt Nam đã đạt bước tiến mới về phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng trưởng kinh tế ở mức cao và môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Mặc dù vậy, Việt Nam cần nâng cao chất lượng tăng trưởng và hiệu quả đầu tư, tăng cường sức cạnh tranh để chuẩn bị hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới. Tất cả những nhiệm vụ đó và nhiều vấn đề quan trọng khác của đất nước đang được toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước thảo luận sôi nổi tại Đại hội Đảng bộ các cấp và sẽ đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng được tổ chức vào năm 2006.